Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Đắc Huy và Đức Hòa ghi dấu mốc lịch sử cho tuyển Futsal Việt Nam. Mặc dù đối đầu với đội hạng tư thế giới và đang là á quân Futsal FIFA World Cup như tuyển Nga, tuy nhiên tuyển Futsal Việt Nam đã gây bất ngờ khi chỉ chịu thua với tỷ số sát nút 2-3 ở vòng 1/8. Trận đấu đầu tiên ở vòng đấu loại Futsal FIFA World Cup 2021 giữa đội tuyển Futsal Việt Nam và đội tuyển Nga vào tối 22 tháng 9 đã diễn ra vô cùng hấp dẫn trong suốt 40 phút của hai hiệp đấu. Dù được đánh giá cao hơn, nhưng tuyển Futsal Nga đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của tuyển Việt Nam. 5 năm trước, đội tuyển xứ sở Bạch Dương đã từng đánh bại Việt Nam với tỷ số đậm 7-0, nhưng ở lần gặp lại này và cũng tại vòng 1/8, đoàn quân của huấn luyện viên Sergei Skoropik phải rất vất vả mới giành được chiến thắng sát nút 3-2. Hai cầu thủ Nguyễn Đắc Huy và Phạm Đức Hòa đã mang về hai bàn thắng cho tuyển Việt Nam lần lượt trong hiệp 1 và hiệp 2, tạo nên sức ép vô cùng lớn ở những phút cuối cùng của trận đấu buộc tuyển Futsal Nga phải luôn trong thế chống đỡ để bảo toàn tỷ số. Bị đối thủ dẫn trước hai bàn, Đắc Huy đã mang lại hy vọng cho tuyển Futsal Việt Nam với cú đánh đầu cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Rồi khi bị đối thủ dẫn bàn trước với tỷ số 3-1, lần đầu tiên trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh cho học trò triển khai lối chơi power play để có bàn rút ngắn tỷ số và chính Đức Hòa là người lập công. Hai bàn thắng của Đắc Huy và Đức Hòa đã ghi dấu mốc lịch sử cho tuyển Futsal Việt Nam khi lần đầu tiên ghi được bàn thắng ở vòng đấu loại 1/8. Đây cũng là trận đấu cho thấy tuyển Futsal Việt Nam có sự tiến bộ vượt bậc khi thi đấu ngang ngửa với đội bóng hạng tư thế giới, nhờ vào chiến thuật hợp lý của trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh, cũng như tinh thần thi đấu quyết liệt, dũng cảm của các học trò. Ngoài các pha lập công của Đắc Huy và Đức Hòa, thủ môn Hồ Văn Ý chính là cầu thủ xuất sắc nhất bên phía tuyển Futsal Việt Nam khi anh cản phá rất nhiều tình huống dứt điểm của đối phương. Hồ Văn Ý được bầu chọn là thủ thành ấn tượng nhất ở vòng bảng và anh tiếp tục có màn trình diễn xuất sắc trước tuyển Futsal Nga để nhận về vô vàn lời khen từ người hâm mộ.